Bỗng dưng nhận 500 triệu đồng từ một người lạ, cô giáo mầm non Trần Thị Thảo trú tại xã Diễn Thịnh huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An phát hoảng vội vã đến ngân hàng địa phương tìm cách trả lại tiền cho người gửi, thông tin trên báo điện tử VN Express. Nhận tin từ phía ngân hàng, chị Thảo đã liên lạc ngay với người này, được biết đó là kế toán của một doanh nghiệp cùng huyện Diễn Châu trong lúc chuyển 500 triệu đồng cho đối tác đã nhập nhầm số tài khoản. Cùng ngày, trước sự chứng kiến của đại diện ngân hàng và các cơ quan chức năng, chị Thảo đã chuyển trả lại số tiền trên. Trước đó, huyện đoàn Diễn Châu cũng đã tặng giấy khen cho em Cao Xuân Phát, 16 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn vì đã có hành động đẹp khi cùng mẹ đến ngân hàng trình báo trả lại 400 triệu đồng tiền khoản nhầm cho chị Trần Thị Thái Hòa ở Hà Tĩnh.